mà mỗi lần ba mẹ em vô là anh này và anh đi đi tránh nạn. Tới nỗi mà ông chủ phòng trọ của em á, mỗi lần mà thấy ba mẹ em vô á, rồi gặp anh này kêu lại đi tị nạn à. Là vui không? Tức là sống thử vậy á, vui không? Vậy cũng vui, nhưng mà lúc mà mới đầu ở chung á thì anh còn kiểu như anh vẫn còn giữ hình tượng à. Nhưng mà sau khi mà em đang ngủ nửa đêm cái không ngủ được, lại quay qua tát em vậy, kêu em dậy chơi vậy đó, không cho ngủ nữa. Ngay nhiều trạng thái đúng không? 50 sát thái ngay. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ chào anh chị ạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Võ Xuân Lộc, em sinh năm 1989. Dạ nghề hiện tại của em bây giờ là nhân viên văn phòng. Rồi con em. Dạ em tên là Phạm Thị Như Trúc. Hôm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của bây giờ làm nhân viên văn phòng. Trúc và Lộc, hai em là quen nhau ở đâu và tình yêu các em nảy nở như thế nào? Bọn em gặp nhau là đợt Tết. Dạ thì bọn em có một người bạn tổ chức đánh bài với nhau trên nhà người bạn đó. Thì bọn em mới đến và góp vui. Thành ra em vô mà em gặp bé này, em thấy đánh bài máu lửa quá. Thành ra em thấy cũng xinh xắn nữa, cũng có cá tính. Rồi em mới bắt đầu xin số điện thoại và làm quen. À. Yeah. Tết là Tết năm nào? Dạ Tết đó năm cách đây cũng 6 năm rồi. Cách đây 6 năm rồi. Yeah. Trúc lúc đó chắc là sát phạt dữ lắm đúng không? Anh này chơi bài cũng kiểu như cũng chặt chém mọi người lắm, thì em thấy vậy em ghét quá, em mới chặt em lại. Mới dám chặt lại. Với lại ảnh vẻ bề ngoài của ảnh nhìn nó kiểu như là ma tóc rồi dài dài rồi nhìn kiểu dơ dơ. Em cũng lúc đó là vẻ tóc dài hả em? Dạ cái style hồi đó nữa anh. Dạ, anh kiểu giống Biren vậy đó. Dài dài nuốt lên nữa đúng không? Dạ. Đến bao lâu thì bắt đầu hai bạn mới kết nối với nhau? Dạ thì trong buổi đánh bài đó luôn thì em bắt đầu em xin số điện thoại qua một người bạn. Dạ thì lúc đó em về bắt đầu em nhắn tin cũng nói chuyện này kia qua lại, nhưng mà cô này lúc đầu rất là khó, hẹn đi chơi cũng không chịu đi. Rồi bắt đầu em lên chiến thuật của cô này như thế nào? Lúc đó cũng đi làm rồi thành ra không có thời gian, còn bạn này thì đang còn sinh viên thành ra thời gian cũng rảnh. Cái em mỗi lần mà muốn lên gặp nhau á thì là đi vào chủ nhật. Dạ chủ nhật thì lúc đó em làm việc ở Bình Dương, em lên phải Sài Gòn chơi thì phải chơi nguyên ngày. Thành ra em mới rủ bạn này đi coi phim. Coi phim một lần thì em coi hai bộ cho nó giết thời gian nữa. Em cứ 7 giờ sáng em lên rồi tới 11 giờ đêm về. Trời vậy em ngày chủ nhật. Tuần nào cũng vậy luôn. Dạ. Vừa tốn tiền mà vừa tốn sức dạ, đúng. Nữa. Rất là tốn. Mà cũng không được gì hết trơn á. Dạ, đúng. Vòng ngoài đường vậy đó. Có đợt anh đi mà anh nói vậy mà ngủ gục giữa đường luôn. Đến lúc đi về Bình Dương. Đuối quá mà. Dạ, đúng rồi. Từ từ rồi mưa dầm mà thấm đất đúng không? Dạ đúng. Cái đêm mà 14 tháng 2 á thì ảnh mới nhắn tin là tỏ tình rồi hẹn là nói là mình quen nhau nha, rồi ngày sang ngày sáng 14 tháng 2 là tụi em đi chơi, bắt đầu chính thức quen. Như vậy là yêu nhau tới mấy năm? Dạ 5 năm. 5 dạ. Năm. Ở trong 5 năm yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm gì mà nó rất là đặc biệt? Dạ thì bọn em quen nhau được 2 năm rồi. Thì lúc đó là năm 2013. Thì bọn em bắt đầu sống chung với nhau trước khi cưới. Dạ. Lúc mà tụi em ở chung thì tụi em giấu gia đình ở chung. Giấu hả? Dạ đúng rồi. Không có cho gia đình biết. Tại vì trong thời gian 2 năm rưỡi á quen nhau thì ba mẹ em không có cho quen anh này. Lý do? Tại vì ba mẹ em muốn em làm giấy tờ đi nước ngoài á. Cho nên mỗi lần mà, tại vì ba mẹ em ở ngoài Khánh Hòa á thì cũng hay vô Sài Gòn lắm, tại vì có công việc trong này. Một tháng cũng phải vô 3-4 lần á. Mà mỗi lần ba mẹ em vô là anh này và anh đi đi tránh nạn. Tới nỗi mà ông chủ phòng trọ của em á, mỗi lần mà thấy ba mẹ em vô á, rồi gặp anh này kêu lại đi tị nạn à. Nếu mà đi tị nạn là cũng phải cuốn quần. Dạ đúng rồi, cuốn hết đi chứ, trong nhà có cái gì liên quan tới anh là cuốn. Lúc đi hết đi đâu em? Dạ thì nếu mà ít ngày á thì em xuống phòng bạn em ở ké một vài bữa, còn mà vô cả tuần thì bắt buộc phải ra khách sạn ở rồi chứ bạn đâu mà chứa nổi. Lúc đó là có cái phòng của một thằng em ở trong quê ở dưới lầu 1 á. Mỗi lần mà tại vì ba em hay vô bất ngờ á, sáng mà ba em gọi điện là ba tiêu tới nơi rồi là coi như hai tụi em chạy cuốn quần áo bất ngờ quá. Liền anh chạy xuống dưới phòng đó liền một cái phạch vô phòng nhà thằng nhỏ đó để cho ba em đi công việc đi, xong rồi mới bắt đầu đi ra khỏi nhà. Rồi vậy đó hả? Dạ vậy mà giấu được đến tới khi cưới luôn á.
Nếu mà chưa chương trình chưa lên số thì vẫn chưa biết. Khi nào lên sóng thì mình sẽ chắc chắn sẽ biết rồi. À. Tại vì bọn em vẫn không nói tới bây giờ. Yeah. Nhưng mà theo em nghĩ là ba mẹ em cũng có biết nhưng mà họ không có nói đâu. Tại vì hôm bữa ba mẹ em cũng có hỏi là có sống chung với nhau đúng không? Em cứ cười thôi chứ em cũng không có khẳng định hay phủ nhận gì hết. Nhưng mà thôi bây giờ mọi chuyện đã suôn sẻ ra, đã gọi là vui vẻ hết rồi cho nên là kệ, nói cho ba mẹ biết cũng được, không có sao hết. Tâm đi, bữa nay ba mẹ em biết hết á. Nhưng mà được có điều đặc biệt là lúc mà em với anh ở chung là có thêm thằng em ruột em nữa. Đồng phạm. Đồng phạm luôn. Ba người ở trong nhà. Dạ đúng rồi, ba người ở trong nhà. Rồi những lúc mà tẻn tò với nhau đó thì có khi nào bị em trai phát hiện không? Em thì em trai nó đi xuống rồi em nghĩ nó cũng thấy nhưng mà nó là mặt nó quay vào khác, nó đi một lèo với phòng vệ sinh, không đi một lèo lên phòng. Ví dụ như mỗi lần mình muốn hung hít này kia thì mình phải canh nó đi ngủ rồi thì mỗi lần mình mới này kia được. Trong cái thời gian mà sống chung với nhau á là vui không? Tức là sống thử vậy á, vui không? Vậy cũng vui nhưng mà lúc mà mới đầu ở chung á thì ảnh còn kiểu như ảnh vẫn còn giữ hình tượng. Nhưng mà sau khi mà ở chung một năm rồi á thì ảnh bắt đầu bộc phát ra, tối ngủ thì thả bơm. Lúc đầu thì ảnh còn chạy vô toilet hay là đi ra ngoài nhưng mà sau đó là thả tự do luôn, thả thoải mái luôn. Còn hỏi em hợp thông em. Rồi em là tụi em ở chung với nhau như vậy thì cái ngày mà đám cưới, đêm mà đêm tân hôn chắc có lẽ đâu có gì để gọi là xa lạ đối với hai đứa nữa đúng không? Anh này bị chuyện toilet không ra được nguyên đêm đó luôn. Ảnh thì anh đập tường rầm rầm, em cái phòng em với phòng toilet thì sát bên, sát vách vậy á nhưng mà em không có nghe. Tại lúc đó em ngủ rồi. Xong rồi cái bạn ở phía trên lầu á mới nghe chạy xuống, mới kêu ba ảnh ra giải thoát. Tại vì ba ảnh là rất là giỏi mấy cái sửa mà sửa nhà này nọ. Xong rồi một hồi sau khoảng tới 1-2 giờ sáng á, anh mới được ra ngoài. Trời ơi, mất bà nó đêm tân hôn rồi. Ủa nhưng mà lý do gì em đi vô trong toilet mà? Tại vì lúc đó có bạn em ở Sài Gòn vô ra nữa. Thành ra em muốn kỹ tính thì dù sao dâu cũng mới về nhà chồng thì mình an toàn tí, mình kiểm tra cửa này kia thử. Thì lúc em vô em bấm cửa cái không có được luôn. Kiểm tra. Rồi lúc đó cái cảm giác em xem ra coi như em tụt mút hết luôn á. Mà vô luôn. Tới phòng thì thấy vợ ngủ mất tiêu rồi. Ngủ mất tiêu. Không hề biết là em đang bị tù đầy đó. Sáng hôm sau nghe ba chồng em kể lại mới biết. Coi như là bữa đó chú rể là coi như là tự kỷ nhất luôn á. Chắc nói chung là sau đêm đó là em hận cái toilet đó luôn. Mai là thay cửa luôn anh. Rồi bây giờ là ở với nhau bao lâu rồi? Em mới cưới tháng 10 năm ngoái, được 6 tháng á. 6 tháng. Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ có cái gì để gọi là vỡ mộng về nhau đó không? Bây giờ thì hả, kiểu như đi làm về á là dí đầu em vô nách hạnh hỏi thử thơm không. Tại vì em rất là sợ cái mùi nách của ảnh. Mà mỗi lần ảnh về á, một là ảnh cởi áo ra, hai là ảnh dí đầu em vô vậy đó. Thú vui rất là nghĩa là. Ủa sao có một cái thú vui là ái mùi như thế. Mà ảnh rất là thích làm cái điều đó. Rồi còn gì nữa? Chưa đâu Lộc, chút nữa tới em nghe. Cứ để đi, cứ để bên ấy đi em nghe. Rồi những lúc mà em nhờ ảnh làm việc nhà hay gì á là ảnh kiểu như ảnh trốn việc để ảnh chơi game, còn không là ảnh kêu là anh vừa mới giặt đồ rồi, nhưng mà thực ra giặt đồ phải giặt đồ máy giặt mà ảnh kêu nhưng mà anh có bỏ đồ vô rồi, có bấm đồ giặt rồi, là vậy là có làm rồi đó. Tức là làm biến đúng không? Còn tật xấu gì nữa không? Ngoài cái tật xấu mà bụp ra thì ảnh cũng ok, cũng biết chiều vợ, nhưng mà mỗi khi mà ảnh hai tụi em giận nhau mà kiểu như mà em thì tính hơi bị nhây, mà ảnh thì ảnh nóng lên là ảnh rất là bực mình, em càng nhây anh bực mình là anh đập cái điện thoại, mà cũng may là biết lựa điện thoại để đập, không đập iPhone, đập cụ bắp. Cái cụ bắp. Đập cụ bắp. Ngoài cái đó ra là ảnh ok rồi. Dạ đúng rồi, ảnh được. Bây cái đó là chiều vợ. Dạ, nhây, đang nói dù nhây em kể luôn, nhây lắm, giống như buổi tối thì vợ chồng hay này kia, cái mình có hứng lên rồi, cái lăn đang ngủ, chịu nổi không? Em đang ngủ nửa đêm cái không ngủ được, lại quay qua tát em vậy, kêu em dậy chơi vậy đó, không cho ngủ nữa. Ngay nhiều trạng thái đúng không? 50 sát thái ngay. Rồi ví dụ như em lúc mà em làm việc hay là em chơi game gì đó em rất là tập trung, thì như vậy canh như vậy, nhưng lúc đó thì bắt đầu đặt hàng trên mạng, mua online, cái anh em mua cái này nha, ok, cái bấm trên tay, rồi anh em mua kia nha, cứ bấm vậy, rồi hồi tới nó vàng, ủa em mua cái nào vậy, rồi xong. Chuyện đã rồi. Bị gai hàng đúng không? Tiền chạy phòng tấu. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì?
Em thì hả, mong muốn ảnh bớt mê game lại, rồi biết phụ vợ hơn. Rồi với lại anh có một cái tật là mỗi khi mà ảnh làm gì sai á thì em bắt được lỗi sai đó, thì ảnh không bao giờ xin lỗi em á. Ảnh không bao giờ chịu nhận lỗi, thì ảnh sẽ suy nghĩ, ngồi một hồi suy nghĩ về cái lỗi hồi xưa của em, ảnh bắt ngược lại. Em muốn ảnh là hả, kiểu như là em mà bắt được lỗi gì á thì ảnh chịu nhận lỗi, xin lỗi em, thì khỏi hai vợ chồng khỏi phải cãi nhau. Chỉ như vậy thôi, còn lại tất cả ảnh rồi đó, ok. Dạ. Mẹ con em Long. Dạ, em thì muốn vợ thì bớt nhây lại. Dạ. Với lại mình kiểm soát cái tài chính cho nó hiệu quả hơn. Lâu lâu đừng có mua tà lao nữa. Giống như mua giày anh, mua một tủ to, biết bao nhiêu đồ giày đó, mà lúc này cũng kêu không có đồ giày mặc. Dạ. Thương quá. Dạ. Chứ không có đồ mặc. Rồi hết rồi. Dạ. Cặp vợ chồng này nãy giờ kể toàn những chuyện đáng yêu không ta? Ờ. Thì như cái lầy của vợ em á, chị tưởng tượng đấy cũng dễ thương lắm. Chắc có lẽ là nhây bởi vì là ở nhà chưa có em bé hay sao á. Thì đúng rồi, thời gian, đúng rồi. Con thời gian nhiều cho nên đùa giỡn với nhau. Dạ đúng rồi, chưa có em bé. Hết giỡn luôn á. Em canh kiếm cái thời gian nào nó sức khỏe dồi dào đó, em tấn cái rằng cho có thai đó. Cái xong đẻ đi. Rồi coi như là hết lầy hết nhây liền á. Chúc hai em ha. À, sau chương trình này về ha, sẽ không còn nhây nữa. Và mong rằng hai em qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Chào em. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai từng. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Ảnh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm, nên là em không có giải thích gì hết đó, em cúp máy luôn. Anh nói tại sao cái quần đó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi phải mặc đủ 7 ngày á mới cho nhanh. Và bây giờ thì Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả đang trong trường quay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hữu Duyên, năm nay em 26 tuổi, em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh của công ty Hyundai Trường Chinh. Em là người gốc ở Sài Gòn. Thế còn em? Em xin kính chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Ngọc Vy, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa gây mê hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy và Vi, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau năm 2008. Lúc đó là tụi em đi chơi những cái buổi sinh hoạt hè chung với nhau. Thì em là bên đội của mấy bạn nam, còn vợ em là bên đội mấy bạn nữ. Thì lần đó là em gặp vợ em xong thì em đã bắt đầu cảm thấy thích rồi. Khi đó vợ em mới nói một câu là: "Ê, cầm giùm cái giỏ coi." Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì em cũng đứng đó, em lấy giỏ, em nhận giỏ. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai từng. Cái giỏ đó là chắc có chứa sét luôn á, xẹt một cái là dính luôn. Vậy thì còn em thì sao? Em nhìn anh này em có ấn tượng gì về anh không? Lúc mà đi thi bên công tác đoàn á, mình vô mình thi đấu gấp quá rồi mà chỉ có muốn mình anh đứng ở cái chỗ đó thôi. Thế là em đi ra em kêu là: "Ê, cầm dùng cái giỏ coi." Em quăng đùng cái cho anh này, anh cầm luôn. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Rồi sau đó là như thế nào? Bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Dạ thì với em với vợ em á thì em tự quy định ngày đó là em coi như là ngày quen đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em phải có một cái chiêu gì đó để mà em chinh phục người đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi, thì do là lên cấp 3 á, hồi cấp 2 thì tụi em học chung với nhau, nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học ở một trường khác nhau. Thì từ trường của em qua trường của em là khoảng 5 cây số. Nhưng mà có một câu chuyện rất là vui, có nghĩa là ở đây khi mà trường em mà vừa đánh trống cái tung một cái là thầy cô chưa kịp báo là hết bài, là ở đây là em đã xong xuôi hết tập vở trong bỏ vào ba lô. Và tức tốc là trong vòng 7 đến 8 phút là em xuất hiện ở bên trường của vợ em. Trời ơi, nhanh như chớp ha. Tức tốc đạp một cách mà phải nói là nếu mà hồi đó mà có mấy anh huấn luyện viên của đội tuyển xe đạp trẻ có thể thấy em, chắc cho em vào đội tuyển xe đạp của thành phố luôn. Vô, chinh phục cúp vàng luôn á. Có phải là vì lý do đó mà em ngã với anh này không?
Dạ thì trước giờ đi học á thì đưa rước và là ba em đưa rước thôi. Nhưng mà từ lúc mà có bạn đến bạn chở đi học rồi, thấy bạn cũng kiểu ngoan ngoãn hiền lành, không có ý đồ gì hết, thì ba em kêu là vậy thôi bạn chở đi học luôn đi. Thì cứ đi với nhau một thời gian, vậy nó thành thói quen luôn. Bao lâu thì hai em mới chính thức là yêu nhau? Tụi em, vợ em ở đây là không có xác định rõ ràng là mình mối quan hệ như thế nào. Thì chính vì vậy, cái một lần em nhớ không lầm là năm đầu tiên của lên đại học, vợ em lại có nhiều thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Có một người anh kia theo đuổi vợ em, ảnh cũng vừa giàu nè, đẹp trai, phong độ, mà lại học đại học trường y nữa, theo đuổi vợ em. Thì lúc đó mình vẫn chưa có được vợ xác nhận là quen. Lúc đó mình tự nhiên cái ghen anh. Bữa có một lần có một người bạn vô tình á, người đó nói lại với em: "Ê, tao thấy con Vi nó mới, thằng đó mới chở con Vi về kìa." Trời ơi, em là không cần xác minh cái gì hết, gọi điện thoại cho vợ em. Trời ơi, dùng giống như là bao nhiêu giận mà máu sáu cơn hết ào ra hết, chút hết lên người vợ em mà không cho vợ em nói một cái gì luôn. Anh này thì ảnh nói kiểu lớn tiếng á, mà em mà nghe thoại ai mà nói lớn tiếng á là em không cần biết nội dung, em sẽ tắt máy đầu tiên. Sau đó anh này ảnh chưa đâu, ảnh gọi lại mấy lần nữa. Rồi sau đó anh nhắn tin, ảnh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, ảnh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. 6 tháng, trong 6 tháng đó thì... Mà em sao, lúc em sống chết rồi, sống dở chết dở rồi. Lúc đó là vẫn còn rất là thương, thương quá, vẫn còn thương. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Xấu ơi là xấu. Giận quá mất cô, lúc mà cùng em làm sao mà... Thì em á, thì vẫn cứ theo đuổi vợ em, thì vẫn cứ là nhắn tin qua lại. Thì nhưng mà do là em nhắn tin á, thì tin nhắn nào đó của em đến á, thì vợ em đều xóa hết. Nên những cái gì mà em muốn giải thích hoặc là muốn giảng hòa thì đều, vợ em đều không chấp nhận. Thì trong cái khoảng thời gian chia tay á, thì giống như em không có quan tâm đến bản thân mình lắm á. Kiểu như là mình cứ cắm đầu vô học này nọ. Thì có một hôm đi trên đường mà đi học từ thư viện về á, là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ. Thì khi mà em về tới nhà thì em bị kiểu chưa về tới nhà đâu, em bị đau bao tử á. Thì em mới gọi điện thoại cho những người quen, em đưa ra một cái clip yêu tiên 1, 2, 3, 4, em gọi hết luôn nhưng mà không có ai ra được. Thì em mới nhớ tới anh này, mà một cuộc ảnh ra liền luôn. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, người ta chờ có nhiều đó. Cơ hội. Lúc đó em vẫn có lý trí lắm nha. Có nghĩa là khi mà em chạy ra thì em nghĩ nếu bây giờ mình đi ra một mình thì mình sẽ phải đi chung với vợ mình về. Nên lúc đó mặc dù là 9 giờ rưỡi tối rồi, nhưng mà em vẫn gọi điện thoại cho một người bạn thân của em, là kêu là: "Ê, mày giúp giùm tao, bây giờ hiện tại là Vi đang đau bụng quá, không có thể nào mà di chuyển về được, thì mày có thể lên với tao, hai thằng kè Vi về không?" Em nói với bạn em là một đằng như vậy thôi, nhưng mà thật ra là em đang lợi dụng nó để lên trên đó, nó đi xe của em về, còn em đi xe em chở vợ em về. Wow. Cái câu chuyện này cái người bạn nó biết không? Dạ, người bạn đó chắc hôm nay em chia sẻ mới biết, chứ lúc đó không biết luôn. Mà chắc là bạn đó đến khi mà xem chương trình này rồi mới biết đúng không? Dạ, bạn đó đang có mặt ở trường quay. Đâu bạn nào đâu. Tôi hy vọng rằng bạn hãy nên đè nén cái cơn giận lại nha. Đừng có nhào vào đây quánh bạn của mình nha. Coi như tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau đến đây là khoảng 8 tháng. Trời ơi, quen một thời gian dài dằng dặc vậy đó. Mà mới cưới đây. Dạ. Từ 8 tháng. Trong 8 tháng qua thì các bạn có vỡ mộng gì về người bạn đời của mình hay không? Dạ thì vợ em á, mỗi lần mà khi giận thì sẽ không bao giờ nói ra. Thành ra là mình cảm thấy có lỗi mà, nên là bằng mọi giá là em phải xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi của vợ em á thì không đơn giản là ví dụ câu chuyện đó em vi phạm một lỗi thì em xin lỗi lỗi đó là xong, không có đơn giản đâu. Em phải ngồi em phải liệt kê ra là em bị cái lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tự nhiên từ có một cái lỗi nhỏ, cái lòi ra đâu ra 8, 9 lỗi lớn. Dòng ở dưới dây, nó có mấy cái vô cộng bằng nữa dây đúng không? Một cái thứ hai nữa là vợ em rất là vui. Bình thường vợ em á, ngồi mà ngoáy mũi ra không sao. Không có em ở đó thì vợ em rất là bình thường. Có nghĩa là vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng rồi chùi rồi lại đi vứt rác. Còn có em. Nhưng mà có em thì vợ em xong móc ra: "Chồng ơi, màu gì vậy chồng? Hôm nay nó lỏng hay nó đặc vậy chồng?" Đã vậy thì đơn giản thôi. "Chồng ơi, lấy cái tay của chồng á, chồng chiết con tay chồng chiết vô khăn giấy giùm vợ nha." Cứ lần nào có em là 10 lần là y chang 10 lần là vợ em làm hành động đó. Nhưng mà cái đó em rất là thích.
Tức là đến cái phần mà mong muốn thay đổi là không bao giờ muốn thay đổi. Cái đó là một cái mà duy trì cái mối quan hệ vợ chồng đó, lúc nào nó cũng vui vẻ dạ. Rồi còn em, giờ tới phiên Vi đó. Dạ, anh này thì em không biết ở nhà như thế nào, nhưng mà khi đi với em là quần áo thẳng tắp luôn, thơm tho. Mà em về tới nhà thì em ở chung em mới biết anh này là ảnh mặc đồ xong. Mỗi ngày em mặc một bộ, nhưng mà anh mặc xong rồi anh sẽ treo lên một cái cây treo đồ trong nhà. Thì em khi mà em vừa mới bước về nhà, em thấy cái cây treo đồ nó đầy đồ luôn. Thì em mới không biết được là đồ đó mặc bao nhiêu ngày rồi. Thì em mới cầm hết đống đồ đó đi, em giặt hết. Anh này về anh giãy nảy lên, anh nằm trên giường giật đùng 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 lên. Anh nói tại sao cái quần nó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi, phải mặc đủ 7 ngày em mới cho anh. Rồi tiếp đi em. Tiếp anh này anh lấy em về được một tuần là anh đánh em rồi. Ngủ nha là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy nè, nằm lên, nằm sát vô. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Thôi rồi, đau rồi. Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu dậy cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy, ủa có chuyện gì vậy, mặt ngây thơ không biết gì hết, kêu anh nằm mơ. Tôi đến ngày hôm sau búp. Ủa trên mơ đêm nào mơ đánh lộn vậy đó. Dạ trời. Có hai đêm mà xong về sau em tức quá, em đánh lại quá trời luôn. Mơ đánh lộn với khách hàng hay sao? Dạ không phải, lần đầu nghe vợ kể là ủa sao đời chồng đánh vợ, thì em vẫn chưa tin, nói sao mà đánh được, thương còn không hết làm sao mà đánh được. Cái lần thứ hai cũng vậy, nhưng mà lúc sáng dậy thì thấy mắt vợ bầm, với lại cái nhẫn của em này lúc mà ấy thì có xẹt một cái đường ngay trên mặt vợ em. Trời ơi, thì lúc đó thì em mới tin là do tối mình ngủ thì mình có cử động tay chân, nhưng mà do là em là người chơi vận động nhiều nên nhiều khi là mình không có kiểm soát được. Bây giờ vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ thì theo em thì em mong muốn vợ em là biết quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn xíu. Thì vợ em là đang có giống như là đau bao tử á, đau mà đau quặn quại luôn. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà không, vợ em vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Tại vì mình sắp tới hai vợ chồng mình đang cũng rất là mong muốn là có em bé, thì vợ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn xíu nữa để mà sau này có con thì mình còn chăm sóc cho con được. Còn vợ thì mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em thì mong muốn chồng em thay đổi là gọn gàng một chút, ảnh chăm sóc cho bản thân ảnh tốt hơn á, ảnh gọn gàng hơn thì mai mốt ảnh mới phụ em chăm sóc cho em bé được. Thứ hai là muốn anh này ảnh kiểu năng động lên, có nghĩa là khi mà mẹ chồng em nói cái gì đó hoặc là khi em nói cái gì đó thì ảnh sẽ làm liền, còn anh này ảnh kiểu ảnh đợi nói cả 5-6 lần ảnh mới làm á, thì cứ từ từ. Dạ đúng rồi, anh cứ từ từ á, tính anh hơi lề mề một chút á, cho nên muốn anh thay đổi cái tính đó. Nghĩa là nhanh nhẹn hơn. Thực ra hai bạn đây là một cặp đôi rất là thành đạt luôn, cả hai vợ chồng. Bây giờ cái điều mà các bạn mong muốn nhất á là có một đứa con. Dạ. Để cho ông bà nội, ông bà ngoại gọi là thỏa mãn. Dạ. Đúng không? Dạ. Và chắc chắn là khi mà các bạn có con rồi thì hạnh phúc sẽ nhân đôi nhiều hơn. Dạ. Là bởi vì cả hai bên gia đình cũng đang rất mong mỏi cái điều đó. Rồi, em cảm chúc ơn chị. Hạnh phúc nha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, chào em. Nhắn nguyên một tuần vậy đó, sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Cành trộm hung má một cái. Cái tự nhiên khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời, chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Vừa xuất hiện cặp đôi này tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó ha. Giống như là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy. Phải không quý vị? Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi, năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Lương Đức Việt, năm nay em 27 tuổi. Em công tác tại ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ, cũng qua. Xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là đúng đó đó nha. Sau khi mà tốt nghiệp xong thì em
em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Sao? Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em thì cho ảnh số điện thoại của em. Nhắn tin hoài luôn, nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mới cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài, người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm? Nhắn một tuần hỏi lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hoài là nhắn đây. Cứ hỏi em đang làm gì đó rồi. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực chất là chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14 tháng. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ. Lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ cũng sáng sáng nữa, người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12, sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin Phong Long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. À, tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó, em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con cuốc bọng bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần. Xong nó cao 1m6 luôn. Nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đây. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ nó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em . Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi em cũng đâu thấy anh đâu. Sau rồi anh này đợi hoài luôn. Tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng. Rồi những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại, người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh. Ban đầu là em ôm cái bông lại, cái em đứng, phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái ngũ bông ngại quá, em cất ngũ bông trong. Rồi người dân đi qua lại, nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á, là đi về mới kêu, mới nghĩ em chạy bào lắm. Em kêu, trời, tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây, vậy phải đứng ngay cái cột mà. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi, đầu anh nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là dạ. Là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu. Nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng không? Dạ, rất đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh Ngũ Lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm Ngũ Lan chuyên nghiệp. Ngũ Lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ. Thì ảnh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà ảnh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó. Không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 dạ. năm trời. 4 năm trời Ngũ Lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là đứt gan. Mẹ đánh ảnh nó luôn á chứ trời giỡn hoài. Mẹ ảnh mới kêu là ảnh mà là con gái hả là chữa hoang rồi đó. Đi Ngũ Lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn chứ ở đó. Anh hỏi nè, trong mà mấy quen, năm đó quen. Có đêm nào ảnh rủ em đi Ngũ Lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi Ngũ Lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc Ngũ Lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 2/9. Coi xong là bắt đầu mới có thêm 2 cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Rồi sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nè, em hỏi thẳng em đừng sợ chứ. Em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi, nó có đến không? Dạ không.
Em có lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ, cầm trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời, chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Em ơi, em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khá, cái dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đứa lúc nào mới hôn môi? Ồ, hôn môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hôn môi một ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hôn xong rồi em thấy cứ ghê ghê, dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hôn nữa. Em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa, cái hai đứa cũng đi chơi. Hai đứa ngồi hôn nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Rồi, có nghĩa là lần đầu hung á là coi như là không chịu, lần sau hung là mất dép luôn không biết. Là hiểu hả? Ở quê gần chết. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi ngủ lang chung á. Dạ. Anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á, nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại. Hai đứa ngủ hai nơi, vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi vô thì mình cứ ngủ mỗi đứa một góc ngủ thôi, làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Nhưng mà tới sáng là... Đúng rồi, tới sáng thì là... Là đầu kề đầu đúng không? Còn cái sáng rồi tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận anh lắm, em đòi chia tay á chứ. Xong rồi anh cứ... khuyên nhủ này nọ xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nên lạc nhách à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ em đính chính là em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu có tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ là có. Nhưng dữ luôn. Tới em đó khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt, rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính là áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm, nhưng mà vợ em không thích, là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè, đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc mọi nơi, mọi trường hợp hay sao? Không, nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Chồng tại con nít thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ, em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ nhìn kỳ quá, nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp phải lý. Phải design cho ảnh đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc, ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á, thì em có thể ép chồng em. Những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Nhường qua nhường lại. Cặp này quá đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ. Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Mình nói chuyện không à, mà anh không có nói chuyện. Anh cứ mắt anh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Ồ, anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, giống như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy vô mà nhìn mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu. Thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu. Mà anh này hả, ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, em tên là Nguyễn Trung Trực.
Năm nay em 30 tuổi, tại em đang làm nhân viên quản trị mạng. Em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em tên là Tô Thủy Tiên, em năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh shop thời trang quần áo trẻ em. Và em đến từ Biên Hòa. Rồi, hai em gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em có một cô bạn thân mở một cái studio áo cưới. Hôm đó thì em lên cái trang Facebook của cô bạn thân em á, thấy cô này sao mà nhìn trắng, nhìn múp 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 thì ghét đó, nhìn ngon ngon. Lúc đó là em cũng xin bạn em là thông tin của cô này là để lên làm quen. Em thì lúc đó đâu có thèm để ý ông này đâu. Anh này thì nhắn tin thì em cứ kệ, hoặc là đã xem vậy thôi, còn mấy thì cứ mờ rồi không rảnh đâu, không đi. Hình như do lúc đó là vợ em có nhiều trai theo lắm. Không phải, tại em thấy anh này ảnh lạ quá, mà trai đâu tự nhiên vô nhắn tin người ta thì thấy cũng chắc anh này là cũng hay gạ gái gì kiểu vậy lắm nè. Rồi em tấn công tiếp theo nữa là như thế nào? Tại xưa giờ em cô gái là ít có cô nào mà lọt lưới em đó. Em cứ nhắn tin vậy đó, khoảng tầm 2 tháng sau á, cô này nhắn tin cho em hỏi đang làm gì vợ, rảnh không, đi chơi không. Không phải là về nè, cái hôm đó là đêm trung thu mà em thì có gọi điện thoại cho mấy bạn là đi chơi trung thu, mà lúc đó hình như là đa số là mấy bạn đi chơi có bồ hết rồi, cho nên là em cũng muốn đi ra đường lắm, mà giờ tự nhiên ở nhà buồn quá mà chơi. Dạ đúng rồi, cái thấy anh này anh đang on trên Facebook á, cái em mới hỏi là anh ơi rảnh không, đang làm gì vậy, đi uống nước nha. Thì ông này ổng chắc khoái quá, đồng chờ lâu lắm rồi cưng, chờ dạ, cũng 2-3 tháng rồi. Em với ảnh uống nước thì ngồi đối diện nhau, mà ảnh thì ngồi cứ dựa lưng vô ghế như thế này, xong rồi cứ mình nói chuyện không à, mà ảnh không có nói chuyện, ảnh cứ mắt ảnh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Ồ, anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô rồi. Mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm không mà thôi. Cái này là thấy khó chịu cho nên đi dạ, về đúng, đúng rồi. Sao rồi mình nói ông này về là không được rồi, thôi dạ bộ nói là hả, thôi nhà em bận rồi, thôi em đi về đi, anh chở em về. Là bao lâu rồi mới có lần đi chơi thứ nhì? Bữa hôm đó là em đang ngồi ở nhà thì bạn thân của em với vợ em á là đi uống nước, xong bắt đầu là bạn thân em mới nói với vợ em á, thôi kêu thằng trực ra cho nó trả tiền. Anh này anh có cái tật là anh không có bỏ từ lần đầu cho tới lần thứ hai luôn. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu, mà anh này hả, ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Trời ơi tội em quá. Có nghĩa là sau này mới thổ lộ cái điều đó. Dạ đúng không? Rồi. Ủa em Thuận sao em té vậy, bộ đồng cảm hả? Không phải, đồng cảm, đồng cảm. Em đi chơi vợ em cũng vậy đúng không? Không, lúc đó em đeo kiếng đen. Đó, thấy chưa? Sau này vợ em mới nói là em là thích trâu già, thích gặm có non. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ em cưới được 5 năm rưỡi rồi. Tụi em là em bé được mấy tuổi rồi? Dạ em bé em năm nay được 9 tháng. Bây giờ tụi em là ở nhà riêng, ở chung với ba mẹ bên nào? Dạ ở riêng, hai tụi em đang ở riêng với nhau. Rồi lúc mà cưới xong rồi tách ra riêng vậy là có nhờ giả gì được ông bà nội bà ngoại không? Hồi dạ. Lúc mới cưới thì nhà hai đứa nói chung là chỉ có cái giường với cái tủ thôi, với một cái quạt nữa, nói chung là trống lắm. Hai vợ chồng cứ dụ như chở em về nhà ngoại đi, cái hay cái gì, cái chén, cái đũa, cái muỗng, xin. Dạ không, không có xin. Im bỏ túi lụm đem về. Rồi qua nhà nội thì rinh gì về? Thì thấy nhà nội có cái quạt hay cái tivi hay cái gì mà dạng như nội không xài thì nói anh xin mẹ lấy cái đó về mình coi tivi đi. Xin tivi. Dạ. Có xin máy lạnh không? Dạ có. Có xin máy lạnh luôn. Cái gì dư ra là xin hết anh. Cuối tuần là về nhà ông bà ngoại ăn sáng. Rồi trưa đến mà ví dụ như kêu thôi hôm nay tiết kiệm tiền đi chợ thì ở nhà ăn bám luôn. Ơi dễ thương. Trong tuần là qua nội, còn cuối tuần thì về ngoại. Rồi bây giờ thì tật xấu của vợ em là như thế nào? Tật xấu của em mới nhất là lười tắm. Tại hồi mà lúc mới quen á là em thì cũng gần lúc đó gần cưới rồi thì có ngồi nhậu với ông anh, gọi là ông anh cọc chèo của bên vợ á, thì ông anh đó mới nói là
Hồi xưa á, là em đi chơi với vợ em á, là vợ em về là không có tắm. Về là chỉ sức miếng nước hoa sau em lên em chở đi chơi thôi. Mà lên em cứ này nọ rồi đó. Nó che khuất đi các mùi khác. Dạ lúc đó kêu sao anh thơm quá. Em thơm quá cho anh hửi miếng. Cuối cùng là sau đó là vỡ mộng luôn. Bây giờ là một ngày tắm lần hay sao? Dạ ngày thì em tắm lần. Nhưng mà do là cái lúc đó là trời cũng lạnh đó chị. Xong rồi ảnh hẹn đi chơi thì mình cũng đâm ra cũng hơi hơi làm biến tắm. Mà cái đó thì em, chắc lẽ em không nói đâu. Mà do là cái ông anh á, ông hay ngồi ông chọc chọc em. Cái em mới nói trời ơi hồi xưa hả, ông trực hả, ông khoái em lắm. Hỏi sao khoái? Tại em thơm. Mà biết sao thơm không? Đâu tắm đâu. Ông chụp nói em sao người em thơm quá vậy, em xài gì thơm vậy, em đâu xài nước hoa đâu nha, em chỉ tắm thôi. Rồi còn gì nữa không? Dạ vợ em là hay ngủ, ham ngủ. Tại như em nói đó. Dạ. Múp mụm mỉm đó. Là tật xấu với em nữa là nấu ăn ngon quá. Từ khi lấy vợ về là em lên 10kg. Là vợ dạ. Em nấu ăn rất là ngon. Dạ đó, ngon. Nãy là bạn này bạn có nói đó, vợ ngon mà nấu ăn ngon luôn đó. Ông cứ than hoài là em ơi, em đừng có nấu đồ ăn ngon nữa đi. Anh đó hả, từ ngày anh cưới em, anh đi vô công ty mấy bạn công ty cứ kêu trời ơi Trực, dạ này tao thấy mày mập quá rồi á Trực, bụng bự quá, không thấy cái cổ nó đâu nữa rồi. Hỏi chứ Trực, Trực cái cổ của Trực đâu mất tiêu rồi, tại mập quá nọng nó xuống không có thấy cái cổ. Lúc vợ em ăn bầu thì cô ấy có hành em hay là có dấu hiệu gì đó mà như là đầy đọa em không? Dạ có nhiều lắm. À có, cái lúc dạ. Mà em tới ngày dự sanh rồi mà lúc đó em vẫn chưa thấy có dấu hiệu sanh gì hết. Cái mẹ mới nói bây giờ mày đi xin gạo đi, xin bảy nhà. Tại con trai thì xin bảy nhà. Mình vác cái bụng bầu mình đi giữa trưa nắng, mình nói cô ơi cho con xin nhúm gạo thôi. Nhưng mà người ta nhìn mình người ta nói chắc cái con bé này là nó có bầu mà nhà nó nghèo quá, cho nguyên lon gạo luôn con. Trời ơi, còn bảy nhà mà cho bảy lon gạo, phải ăn hết. Anh này cứ em ráng ăn đi, ăn cho hết đi, ăn cho bằng được đi để ngày mai còn đẻ nữa, chứ không ăn làm sao mà đẻ được. No quá không ăn nổi, nói thôi lén lén đem ra ngoài sân đập bể theo tục thôi. Rồi ăn kiểu đó chắc là đến lúc vô bệnh viện đẻ chắc đâu ăn uống gì được nữa. Dạ có chứ, vô bệnh viện đẻ là còn bắt em dẫn đi ăn nữa. Ăn nữa hả? Dạ. Sau cái lần xin gạo là bao lâu rồi? Đập cái nồi xong là tới sáng 2 giờ sáng ngày hôm sau là vợ em bị vỡ ối. Hay ghê. Ồ hay quá. Hay ghê chưa? Công nhận. Như người ta hay nói là ồ đẻ đau lắm, mệt lắm. Cho nên là mình đâm ra mình nói trời ơi, tí nữa mà đói quá rồi làm sao mà có sức mà rặn đẻ đây. Cái em mới nói là anh ơi, dẫn em đi ăn đi. Cái xuống canteen, cái em mới kêu một tô phở. Kiểu này chắc chưa đủ sức đâu. Anh kêu thêm một ổ bánh mì cho em ăn. Anh mẹ nói thôi em ăn nhiều quá rồi sao em thở. Không phải ăn nữa mới đủ sức. Cái anh này anh cho em ăn có nửa ổ à. Cái bác sĩ gọi em vô kêu làm thủ tục giấy tờ. Bé trai của em nó hơi to. Cân nặng cũng to nữa cho nên nếu mà đẻ thừa thì sợ không có lọt. Cho nên là kêu đẻ mổ mà do là em ăn nhiều quá đâm ra tới giờ mổ rồi bác sĩ phải hoãn lại tới trưa mới được mổ. Trời ơi. Nó tiêu đồ ăn phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Là do nửa ổ bánh mì đó. Rồi sao rồi còn chồng sao? Chồng có tật xấu gì không? Chồng em hả? Chồng em thì mê game lắm. Các thể loại game online hay offline gì cũng chơi được hết. Mê game cực kỳ luôn. Nói tới game là ảnh như là đúng cái chủ đề của ảnh vậy đó. Còn tật xấu mê gì nữa không? Dạ mê nữa là mê xe lắm. Ảnh coi cái xe đó còn hơn người yêu nữa. Mỗi lần đi chơi hay đi đâu mà qua quẹt cái là ảnh nhìn cái xe coi trời ơi có chạy ở đâu không. Về cái là thà vô lao cái xe. Nói chung là hả dí lắm. Mỗi lần đi đâu mà thường xuyên ví dụ như đi chợ hay gì là ảnh kêu lấy xe kẻ địch đi chứ xe anh để chùm mền cho nó đẹp. Trời. Kẻ địch là xe của vợ đó. Dạ xe kẻ địch là xe của em. Rồi bây giờ em mong muốn kẻ địch này thay đổi điều gì? Cũng không mong muốn vợ em thay đổi điều gì cả, tại hiện giờ gia đình rất là vui vẻ rồi. Dạ vợ em như vậy em rất là thương. Em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em mong muốn anh này là ảnh bớt mê xe với mê game lại mê vợ nhiều hơn đó. Vậy thôi bên này, này không mong là... muốn thay đổi điều gì bên này kia. Gia đình là thì... quá hạnh phúc rồi, nhìn viên mãn dễ sợ ha. Coi như là vợ khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Mà chồng thì ngồi hấp hiêm nhìn vợ vậy nè, hấp hiêm vậy đó. Nhìn mà vẫn giống như cái ánh nhìn đầu tiên hiêm vậy đó. Chúc hai vợ chồng em cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi.
nha. Chỉ biết chúc tụi em hạnh phúc mà thôi. Dạ, cảm ơn. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Kiểu làm giá mấy tháng trước thôi chứ thấy ông này khoái mộ. Dạ, đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp. Rồi thôi cho mình ngủ luôn đi. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hành nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Hai em có cái gương mặt bầu bỉnh nhìn nó hao hao giống nhau á. Như cô dâu có. Dạ, có em bé. À. Có em bé hả? Wow. Dạ, em bé của em được 4 tháng 3 ngày rồi. Tụi em cưới nhau được 2 năm. Thì cái ngày mà kỷ niệm ngày cưới là em tặng cho ổng thằng này. À, quá tuyệt vời ha. Kính chào chị Hồng Vân, kính chào em Quốc Thuận và quý khán giả. Trước tiên em sẽ tự giới thiệu, em là anh Khoa, em 30 tuổi và hiện đang là giảng viên trường đại học quốc tế Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Huỳnh Kim Hiền, em sinh năm 91. Thì hiện tại là em đang có công việc kinh doanh mỹ phẩm. Cách đây khoảng 4 năm thì dẫn ba mẹ em đi chơi. Em cũng xách máy chụp hình, em đi dạo dạo chụp hình cho ba mẹ này nọ. Vợ em thì lúc đó cũng đang đi chơi với bạn bè. Và lúc đó là vợ em làm người mẫu cho bạn bè luôn. Thật ra giờ em mặc đồ rất là lồng lộn, rất là đẹp. Thật ra em mới để ý. Thì lúc đó thì em gặp anh này em có ấn tượng gì về anh không? Thấy hồi mà em đi chụp cũng nhiều lắm rồi, đâu thấy tự nhiên có thằng nào chạy tẩn lại. Anh nãy anh có chụp của em mấy tấm hình nè. Em nói ủa cha nào vô duyên tự nhiên chụp người ta đã chạy lại làm quen. Dạ, cái xong thì ảnh đưa cho em cái nem kẹt á. Rồi cái anh chạy đi mất tiêu. Mắc cỡ hả em? Tính của mình cũng thấy mình cũng vô duyên thiệt. Tại vì em thấy bạn này là em bị hớp hồn liền, đúng không? Bạn đúng không? Quá trời mà. Nói chung cũng lần đầu tiên mà làm chuyện đó. Rồi em nhận đứa cà visit rồi sau đó có liên hệ với anh không? Do là mình cũng chảnh á. Thì kiểu thấy ông này ổng dạng thư sinh rồi không phải là gu của em. Rồi cái mấy người bạn đi chung á thì chạy lại cái giật cái nem kẹt của em. Lê Ngọc Anh Khoa nha. Thạc sĩ nha, đại học quốc gia nha, quốc tế nữa. Cua đi mày, được á. Cũng quay trở về cái thời mà yahoo.com là alo, xin chào anh, anh làm ơn cho em xin mấy tấm hình, vậy đó. Rồi cái tưởng đâu, không trả lời lại, nhẹ cũng nhắn tin. Cái ảnh cho số điện thoại. Thế nay chừng nào mà em muốn đi chơi hay là muốn cà phê á, thì nhớ cho anh cơ hội. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Đến khi nào em mới quyết định tỏ tình với cô? 4 tháng sau thì trong một dịp em đi công tác của trường là dẫn sinh viên đi Managui. Còn bạn giờ em thì cũng tình cờ là cũng có đi chơi với bạn bè ở Đà Lạt. Lên Đà Lạt. Đúng rồi. Trốn chạy mình đi. Trốn chạy. Đêm đó lên Đà Lạt. Cái mấy anh mấy chị thì có cặp rồi chạy xe máy đi, có cặp có đôi, còn em chạy cũng chạy xe máy mà vòng hồi Xuân Hương mà bữa đó mưa lốc phớt nữa, lạnh muốn chết luôn. Tự nhiên cái thấy ông này ông kéo cái vali ông sợ đi tới, kiểu bất ngờ luôn á. Thế là cũng đi về khách sạn, qua ngày hôm sau thì đi chơi. Thì anh này anh mới hẹn đi ra ngoài, anh hỏi là thôi lên đây có hai mình thôi, quen anh đi. Thế mình thấy thật ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e, kiểu làm giá mấy tháng trước thôi chứ thấy ông này khoái mộ. Thật ra lúc đó thì cũng chưa trả lời gì đâu, nhưng mà lúc mà lên xe rồi thấy tự ôm eo rồi này nọ thì là biết rồi, đúng không? Anh cầu hôn có lãng mạn. Cầu hôn ngay tại nhà mà nguyên sớm kéo lại luôn. Ủa vậy hả? Kéo lại chị? Thì cầm cái nhẫn ra quỳ hoài, mà lúc đó em đang em tám với mấy bà chị. À. Quỳ hoài, cái mấy đứa nhỏ mới nói, cô Hiền, chú Khoa, cầu hôn cô kìa. Nhà em thì ở giữa hẻm. Cái là đám chạy đầu hẻm, đám chạy cuối hẻm, nó lôi ông già bà cả ra nguyên một xóm luôn. Tại vì là anh em anh quỳ trước. Ông quỳ. Tại vì người ta là đối mặt rồi. Em dạ, mới đồng ý lấy dạ. Đâu em quỳ thử cho anh coi. Mọi người có muốn coi anh cứ để anh quỳ. Nhiều bó hoa đi hả? Quỳ coi. Quỳ. Quỳ vậy hả? Dạ quỳ vậy đó anh. Tặng vậy thôi đó anh.
Dạ. Sao mà vậy thôi đó. Thôi đi, trả qua lại. Rồi, quen nhau 2 năm quá, có nói là thời gian dài chứ đúng không? Dạ. Mà cưới nhau, thì đêm động phòng vui không? Dạ, đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp. Rồi thôi cho anh ngủ luôn đi. Ủa, mà đêm động phòng là đêm quý giá mà. Dạ, tại vì em là có đám hỏi nữa. À. Trong cái thời gian mà đám hỏi, sau đám hỏi đó là cũng đi Đà Lạt, rồi đi Đà Nẵng, rồi cũng kiểu như là cũng bút phòng, nhưng mà bút phòng hai giường, xong rồi sáng hôm sau không biết sao cùng giường, không biết ứng chứng rồi gì. Dạ, ứng chứng rồi. Sao mà tự nhiên mò qua vậy? Lạnh anh, là đi Đà Lạt lạnh. Chung ở Đà Lạt mà anh mò qua. Em mò qua sao? Em mò qua em biết không? Chứ là mở đầu là ngủ chung, rồi sau từ từ máy tính ABCD tới giáp. À, từ A tới F. Đúng không? À. Cái sao khi cưới có chuyện, cái câu chuyện thật ra là từ hồi mà mới yêu cho tới mà lúc mà cưới, lúc nào em cũng ghen chứ, em là ghen chúa luôn á. Yeah. Tôi nhận luôn. Mà, thì lúc trước khi cưới á, thì cứ lâu lâu, chừng 2-3 ngày á, là sẽ có một cái tin nhắn ghi là bảo tiên mà không có dấu. Thì nó hiện lên thôi chứ nó không có hiện nội dung. Rồi xong rồi tới hồi cưới nhau, anh nghĩ đi, 5 giờ sáng, bảo tiên, 12 giờ khuya, bảo tiên, qua ngày này cũng bảo tiên, qua ngày sau cũng bảo tiên. Thế là em lòng lộn lên hỏi bây giờ là đứa nào, nói đi, tiên là con nào. Tại vì dạ, trong đồng nghiệp thì cũng có cô giáo tên là Tiên. Giờ ác ôn không ạ? Em nói là tổng đài, nhắn thôi. Cái giờ thì cuối cùng bảo tiên lại. Dạ, mobile. Anh thử mà không bỏ dấu coi nó là sao. Bao tiền? Báo tiền. Cưới về tụi em ở với nhau là bao nhiêu lâu rồi? Dạ, 2 năm 2 tháng. 2 năm 2 tháng. Vậy thì anh ấy có tính xấu gì không? Dạ, tính xấu thì nhiều lắm anh. Nhưng mà đặc biệt là tính xấu mà em nói thiệt là em chỉ không được mà anh cũng không chỉ được luôn. Muốn làm gì? Là chiều em quá trời. Ổng chiều xong rồi ổng quay ngược lại, ổng nói cái đó sai đó. Nhưng mà cũng chiều trước, rồi sai xong tính sao. Với lại là gái. Tức là ảnh thì ảnh làm việc phi lắm. Ảnh làm việc xong mà lúc đó em ngủ rồi, thì ngủ sai rồi thôi, kệ không sao. Rồi cái sau này bắt đầu em có em bé, rồi cái giấc ngủ nó cũng chập chờn á. 1 giờ ổng kéo cho mày tới 5 giờ sáng rồi em thức luôn. Cái kêu em á là chừng nào anh ngái á, em quay qua em quýnh anh. Em quýnh đâu được mấy ngày. Ngồi ghiến mệt luôn. Hai cái tật xấu này không biết sao mà nói luôn. Tại vì cái ngái đâu phải tật xấu. Còn bác gái có điều gì xấu không hả bác trai? Thì đâu dám nói. Trước giờ dễ thì ra gì? Ngoài đường thì em cũng ít khi nói xấu vợ lắm. Mà hôm nay thì đây là cơ hội đấy em nghe. Thì hôm nay thì nói, nhưng mà cũng thật ra là chuyện xấu này cũng tại em thôi. Như hồi nãy đó, tại em chiều vợ quá. Ví dụ có những cái công việc cũng đơn giản thôi, nhưng mà cũng muốn xài, phải xài mà là có nghĩa là giờ nói tóm lại là sợ không dám nói cái chữ làm biến đúng không? Dạ. Giống như một vị hổng thiên á, thì chung là em cũng nhìn xa, cũng có những chuyện mà em cũng muốn khuyên, nhưng mà nếu mà người ngoài nói vô thì vợ em nghe, còn em nói thì vợ em không nghe. Không chịu nghe liền. Dạ. Nghe liền. Cứng đầu. Dạ, cứng đầu. Về kinh tế gia đình thì ai là người nắm giữ? Tiền thì anh giữ, của em giữ. Dạ. Tại vì nói chung là hồi lúc mà mới cưới nhau được 3 ngày á, là cũng nảy lửa vụ tiền bạc này rồi. Dạ. Nên là từ đó về sau là thôi kệ cha nó luôn. Đó là xung đột về vấn đề như thế nào? Ở dưới quê em á, là khi mà một người con gái đi về nhà chồng rồi á, thì tất cả tất tần tật các chi phí á, là nhà chồng sẽ lo hết cho người vợ. Thì ông này ông mới nói là thôi bây giờ mình có cái quỹ chung đi, mỗi tháng góp vô nhiêu, hình như góp vô 2-3 triệu gì đó. Cái em nói không, tại sao phải góp? Mà em nghĩ là tự nhiên cưới người ta về rồi bắt người ta đóng tiền, ghét không đóng. Nhưng mà tới giờ thì chồng em tự lo hết rồi, em cũng không cần đóng luôn. Khi mà nghe những cái lời đề nghị của anh bực bội lắm anh. Tiền mẹ còn phải cho mình thêm nữa mà tại sao mình phải đóng cho chồng vậy đó. Mình nghĩ là cái tiền đó là cái bổn phận là mình phải sốc đóng đúng không? Dạ, sốc lắm. Nó thì em nghĩ là vậy, gì làm thêm thì ra tiền, thì tiền đó sẽ đóng vào để mà mình thấy là mình có trách nhiệm với gia đình. Bởi vì mình không có đủ cái thời gian để mà mình lo cho gia đình, thì mình có chi gì đó để mình thấy là mình có trách nhiệm gì đó với gia đình, chứ không phải là đi làm không rồi về rồi không có sẵn đà nói luôn. Mong muốn chồng thay đổi gì đi? Thật ra thì em muốn là
em muốn nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ không bao giờ em làm được. Tại vì em muốn là ổng bớt chịu em, nhưng mà ổng mà không chịu em sẽ lồng lộn lên. Không, thì bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nghe lời chồng hơn, thì nói chung là không phải nghe lời mà là tiếp thu, lắng nghe. Chị nghĩ là vậy nè, cái chuyện mà chồng chiều mình á, cứ để vậy đi. Dạ. Đừng có nói anh thay đổi. Dạ. Nhưng về phía mình thì mình sẽ tự thay đổi. Dạ. Có nghĩa là chiều những cái đúng thôi. Dạ. Còn những cái mà không đúng mình tự mình sửa. Em thì chị nghĩ là em nên có một cái gọi là gì, lập trường nó kiên định một chút. Dạ. Xíu. Và một cái cá tính nó tương đối là gọi là độc lập một chút xíu với vợ. Yeah. Để cô ấy thấy là ngoài cái vấn đề em là trụ cột gia đình thì em còn là một cái tùng cái bách nữa. Yeah. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và chúc cho mẹ tròn con vui. Dạ, yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị. Dạ, anh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng. Em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi. Bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh. Là sếp phải xuống giải hòa. Rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Hai vì cảm ơn ông cho tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn. Y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này. Tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á. Cái ghét thêm lần nữa. Anh ừ, em ừ cũng được. Chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ngay bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Toàn, đến từ Tiền Giang, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Em tên là Lê Kim Ngân, hiện tại là em năm nay được 26 tuổi và em đang làm tại phòng kinh doanh cùng công ty với ảnh luôn. Mối tình của hai bạn bắt đầu như thế nào? Thì hai đứa em do là làm chung một công ty. Trước khi mà quen để đến được với nhau thì hai đứa ghét nhau lắm. Đã từng chửi và đánh nhau luôn. Trời. Làm cùng công ty mà em là làm bên bộ phận bán hàng thì ảnh lại là quản lý kho. Không biết sao ngay từ đầu gặp mình là ảnh đã ấn tượng không tốt về mình rồi. Ảnh không thích em, ảnh để đơn hàng em đưa trước, anh đưa giải quyết sau. Một lần em tới xuống xử lý luôn. Em vứt tờ phiếu vô mặt ảnh rồi ảnh cũng cương lại với em không vứt luôn. Còn vứt cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh. Rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược đâu. Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng. Em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi. Bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh. Là sếp phải xuống giải hòa. Rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Dạ. Vợ em nhìn cũng xinh xắn như thế này, sao em không ưa vợ em? Lần đầu gặp cô nàng này thì quá đổi phong cách đi. Tóc nhuộm, áo quần, trang phục thì nó hơi thoáng. Mà bạn này lại nói chuyện giống như là nửa ngang mà nửa sóc sóc. Cái mình càng ngày càng không ưa nổi. Là vì lý do nào mà sao hai bạn lại thích nhau? Ai là người chuyển biến trước? Tại là cái đợt đó là do tự chạy xe mà em bị tai nạn, ba mẹ phải đưa đón. Thì ngày hôm đó là ba em không đến đón được. Anh này tự nhiên xung phong chở em về. Lý do chở về thì lúc đó là nghĩ là sau thời gian thù hận hàng nhiều quá rồi thì thôi cứ nghĩ là chở về giùm một bữa, hai bữa vậy thôi. Hỏi cái cảm giác nè, cái lần đầu tiên mà em leo lên xe của anh này để chở về. Dạ. Em thấy sao? Cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu xe, em cuối xe. Chứ lúc đó anh chở về em lo lắm mà. Cái ở sau lưng mình nó sát khí nhiều quá, nó lột nón là đập vô đầu mình cái thôi. Không biết sao. Đêm hôm đó về em có cái cảm xúc gì khác bình thường không? Hay gì cảm ơn ông chở tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn. Y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này. Tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á. Cái ghét thêm lần nữa. Là cứ thế là đưa đi đó, có chỉ đưa về thôi chứ đâu có đón đi đúng không? Dạ, dạ. Thì một đầu, thời gian đầu là đầu chỉ là đưa về giùm thôi, còn sau đó là xung phong luôn. Mà từ quận 10 là sáng 5 giờ sáng dậy anh chạy xuống nhà em, anh đón em đi làm. Ở đâu lận? Dạ em ở gần bến xe miền Đông. Trời ơi, gần ghê luôn. Rồi chiều anh lại chở em về, lại về ngược lại công ty ngủ 3-4 tháng liền liên tục như vậy á. Rồi đến bao lâu thì anh ấy mới tỏ tình với em? Dạ chắc cũng tầm 3-4 tháng á. Tỏ tình là ngày đó là ngày lễ. Mà ngày hôm đó em lại nghỉ làm nửa buổi á. Bữa đó là 20 tháng 10. Xưa cái là vừa tính đi thì xe lại hư. Cái không biết làm sao đi luôn nữa rồi. Mà bây giờ quà cáp hoa rồi đã chuẩn bị hết rồi. Ở trong công ty đó có một anh shipper nữa. Rồi anh lên năn nỉ, anh ơi làm ơn chở giúp em ra nhà Ngân đi. Thế là anh này cũng thương tình.
Ừ tao chở mày đi đó, nhưng mà tao còn đi giao hàng, đi có việc nữa. Mày tranh thủ rồi về. Em hứa ừ 1 tiếng thôi, 1 tiếng rưỡi vậy hả? Là em đi lên đem hoa, đem quà lên tới nơi là tầm khoảng 6 giờ. Sau khi em hẹn với anh đó 1 tiếng rưỡi. Quên luôn cái anh shipper đang ngồi chờ. Thì em nói chuyện tới gần 1 giờ khuya. Anh cũng nhiệt tình mà anh không dám về, anh sợ là bây giờ tao đi về rồi mà hồi mày về với ai? Mà cũng không dám gọi luôn đó, sợ phá tan không gian hay sao á. Trời ơi, shipper nào mà tâm Bồ Tát dữ không biết hả? Mà đứng nói chuyện đến 1 giờ mấy mà phụ huynh không ra la hả? Dạ, tại vì nhà em ngay cái hẻm cục á là mẹ em đứng trong là thấy hai đứa đứng nói chuyện rồi. Ở trong lúc mà tụi em yêu nhau đó, ai là người ghen nhiều nhất? Ảnh ghen. Em là hình như là hầu như chưa từng ghen ở trong thời gian quen đó luôn. Ghen theo kiểu bình thường hay là ghen cuồng ghen hay ghen bệnh? Dạ, ghen cái này cũng hơi hơi bệnh luôn á. Ảnh đổi làm cùng phòng với em để anh hỗ trợ phần mềm cho con cho phòng kinh doanh mà anh. Anh thấy em nhắn tin với ai, anh nhìn cái nick Facebook mà anh nhìn cái hình đó anh biết bạn nào luôn, anh truy được trên Facebook ra người nào luôn. Rồi kêu em là em đang nhắn tin với ai, em ra hành lang gặp anh gấp. Bây giờ anh cho em cơ hội em trả lời anh đi. Nếu anh thành thật anh bỏ qua. Em nói anh đâu có cần anh bỏ qua, đó là quyền cá nhân của em. Và em nói chuyện với bạn đó, anh đọc được tin nhắn lại biết không nói gì quá đáng rồi. Ghi qua ghi lại. Là cãi nhau. Cuối cùng. Sau đó một hồi là em tức em không thèm nói nữa. Bắt đầu ảnh tự cáo gắt rồi la lối rồi. Xong bắt đầu nói nhỏ nhẹ. Em là suốt 4 tiếng đồng hồ em không nói chuyện với ảnh luôn. Xong rồi tới lúc ảnh tức quá rồi ấm ức mà nói một mình á. Ảnh bị hạ canxi. Run bần bật lên mà có tướng to xác như vậy mà run run xong. Ngất xỉu. Trời. Em tưởng giỡn. Em tưởng ảnh giỡn. Em không nghĩ là ảnh xỉu thiệt vì em không hề biết ảnh bị bệnh. Xong rồi em đi kiếm người lôi vô từ hành lang lôi vô văn phòng. Cả nửa tiếng sau ảnh mới tỉnh dậy á. Nhưng mà sau đó chắc lẽ là không dám làm bất cứ điều gì. Dạ không bao giờ dám làm hoàng thượng giận. Nên là em cũng năn nỉ. Em năn nỉ sao em năn nỉ là anh ơi anh bỏ em đi. Anh đừng thích em nữa. Chứ bây giờ quen nữa rồi mốt giận rồi anh bị gì em không chịu trách nhiệm được đâu. Em rồi sợ có xỉu nữa không? Dạ không, lúc đó là bình tĩnh rồi. Năn nỉ dỗ lại nói là em chỉ cần là anh có bực tức gì anh nói chuyện em chịu trả lời đi. Anh ừ, em ừ cũng được. Chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ủa nhưng mà hai em quen nhau bao lâu thì cưới nhau? 3 năm là tụi em cưới. Đi trước khi cưới có suôn sẻ không? Thật sự là tụi em không hề có ý định là sẽ cưới vào cái thời điểm đó. Để 1-2 năm nữa. Rồi anh nói là ba mẹ anh cũng hỏi. Em nói thôi bây giờ có cơ hội cho người lớn gặp nhau. Chỉ là gặp nhau cho biết để hai bên yên lòng. Mà em đâu có ngờ. Hai bên hỏi qua hỏi lại chừng được vài câu thôi là hỏi. Thôi giờ quyết định là cưới luôn đi, là chốt ngày cưới luôn. Thì ba mẹ anh này cũng mở tờ giấy ra nói có hỏi tự thử ngày sinh rồi, tìm được ngày tốt luôn rồi. Buộc là trong hoàn cảnh đó là phải chấp dạ, chịu đó chứ sao vậy? Phải chịu là nói dạ thôi, dạ đồng ý. Tại bây giờ không cưới nữa thì không quen nữa. Mà chính vì cái điều đó mà tụi em có bị stress hay là cái gì về cái vấn đề áp lực cái lúc cưới? Bị nó cưới nhanh quá, cưới ngoài kế hoạch đó. Dạ. Thứ nhất là em ở dưới quê cũng là con một, mà nhà thì ba mẹ dưới này cũng hơi yếu. Thì nhiều cái vấn đề thời điểm đó ra mà làm cho vợ em cảm thấy căng thẳng. Nói chung em là người căng thẳng nhiều hơn ảnh. Ảnh là người luôn mà an ủi với lại đà động viên của em. Mình chưa có sự chuẩn bị tốt. Mà em lại nghĩ là cưới xong con một là phải về quê. Mà trong khi mẹ em ở trên này, mẹ em đang bị bệnh tim rất là nặng. Tức là cái thời kỳ của mẹ em là rất là nguy cấp rồi. Phải quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi. Bây giờ nếu mà lấy vợ, lấy chồng ở dưới đó con một đó, mình phải làm dâu ở xứ xa là thứ nhất. Rồi mẹ ở đây không biết như thế nào là cái trăn trở đầu tiên của em, là em lo lắng cho ba mẹ. Cái sau nữa là em thấy là công việc của mình hiện tại đang ở Sài Gòn và nó đang trên đà phát triển. Mà bây giờ mình về quê có quá nhiều sự thay đổi. Mình không biết là mình phải tập sống một cuộc sống mới, một môi trường mới như thế nào. Rồi bạn bè mình cũng nói nữa, trời tự nhiên giờ này đi lấy chồng, ai đâu lấy chồng giờ này. Rồi mình hoảng quá, dạ mình tự em tưởng tượng ra những cái áp lực đó. Cho nên là bị stress. Dạ. Mà cuối cùng thì cũng vượt qua đúng không? Cũng là tìm được giải pháp đúng không? Dạ, người mà giúp em vượt qua đó là phía nhà ảnh với lại ba mẹ ảnh. Nên là em rất là cảm động. Xong rồi em nghĩ là hình như mà mình tưởng tượng hơi quá rồi. Thôi vậy ổn hả? Vậy chắc hai người này lấy nhau rồi, chắc hiểu nhau hết rồi, chắc không ai có tật xấu đâu hả? Cái mà em cảm thấy mà khó chịu nhất á là cái thói ngủ. Ngủ hả? Ham ngủ. Sáng đi làm, phải đi làm sớm này cũng hơi xa. Kêu vợ dậy mà phải kêu trừ hao á. Là 7 giờ rưỡi đi làm phải kêu từ 6 rưỡi. Chỉ lăn qua lăn lại, trảo cho đều. Những ngày thứ hai cũng liên quan tới ngủ. Là nằm mơ. Cái đêm nào mà nằm mơ giấc mơ đẹp á thì cuộc sống em bình yên lắm. Cái hôm nào mà nằm mơ thấy em đi uống cà phê, đi nhậu hoặc đi với con nào con kia á, tự những cái con là tự tưởng tượng ra nha, là sáng em phải năn nỉ từ sáng tới chiều luôn á, tại giận. Như vậy là không phải ngủ mà là ghen mộng, có nghĩa là ham ngủ nè với bị mộng ghen. Dạ. Em mong muốn thay đổi gì trong hai cái đó? Em chỉ muốn là sáng đi làm mà đừng có lăn nhiều quá được rồi. Tức là đừng có ngủ nướng nữa. Dạ. Đừng có ham ngủ nữa. Dạ. Còn mộng ghen sao?
ghen thì thôi, cái đó thì cũng dễ thương đúng không? Cũng thú vị. Rồi tới em đó là ảnh có cái tật rất là ghê luôn nha. Ăn xong thì mình tiêu thì mình ở là được rồi. Cái này ở cũng giỡn mặt người ta, ở liên khúc chừng chục cái vậy đó. Em nói là đừng có làm như vậy nữa. Là ngồi đó mà mắc ở á. Em hả? Anh em mặt ở. Mà anh bầm đỏ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, em lại tưởng là mắc nghẹn hay là sắp gì rồi. Bắt đầu mọi người lại dồn sự chú ý vào ảnh. Ảnh đã không muốn tuôn trào như núi lửa rồi. Mà mọi người lại đang nhìn chằm chằm vào mặt ảnh nữa. Né đường nào được mà né. Sau một hồi là ụt ra một cái. Trời ơi, cái mặt mũi em không biết giấu đi đâu luôn. Muốn dẫn ông về ập cái mâm cho ổng cho nhanh luôn á. Rồi. Rồi còn gì nữa? Thì ảnh đã nói là bất cứ đâu anh đi tới đâu hoặc anh làm cái gì cũng phải có em. Từ ngày quen em cho đến cưới là đã 4 năm như vậy rồi. Rất là phiền á, em thích thoải mái tự do, em muốn là... Em không cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc tức là nó chừng mực thôi. Còn cái này là 100% mọi hoàn cảnh. Bây giờ anh có đi sửa một cái món đồ vậy em cũng vẫn phải ngồi trên xe. Xe mà không ôm em là giận ảnh. Bây giờ không ôm là em đang giận anh đúng không? Em đừng có muốn anh gây lộn ở đây, anh xỉu đây nha. Trời dạ, rồi. Đúng là kiếp trước chắc em là cái cục ngọc của ảnh đó, xong bị người ta cướp á. Ra bây giờ em đang ở trong một cái thời điểm mà hạnh phúc nhất của một cái người phụ nữ. Tại vì mình có và mình có nhiều như vậy, thành ra mình nghĩ rằng cái đó nó bực bội. Đến một thời điểm nào đó đó thì cái việc đó em không cần mong muốn thì anh cũng sẽ phải giãn ra. Thứ nhất là áp lực về công việc hoặc là cái chuyện con cái. Thành ra là theo chị nghe thì em cứ enjoy cái đó đi. Đó, còn sau này nếu từ từ mà anh bắt đầu lơi ra để anh lo cho công việc thì lúc đó em phải chuẩn bị sẵn tinh thần là đó là điều em mong muốn. Còn cái vấn đề mà chồng em mong muốn là bớt ngủ ha. Chắc chắn là bạn vợ cũng sẽ thay đổi thôi. Bây giờ bạn đương được tận hưởng cái điều đó thì bạn cứ cho bạn tận hưởng đi. Đúng không? Anh chúc hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Và năm sau sẽ có một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ. Xin chào.